Chiều ngày 24 tháng 2 tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tổ chức hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội giai đoạn 2023-2027. Việc phối hợp bảo đảm phát huy thế mạnh của mỗi bên vừa thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng trong các hoạt động nhân đạo. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hòa chủ trì buổi lễ. Chương trình nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị 43 của Ban Bí thư khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chữ thập đỏ trong tình hình mới. Theo đó, hai bên phối hợp thực hiện các hoạt động như tuyên truyền các giá trị nhân đạo, tinh thần tương thân, tương ái, truyền thống đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam, tổ chức vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện để khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố nghiêm trọng và tổ chức các hoạt động nhân đạo khác, tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động, chương trình nhân đạo do hai bên phát động, đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội về chính sách, pháp luật, hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội, phối hợp tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có thành tích xuất sắc trong công tác nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội. Ngày 24 tháng 2, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng công bố về lễ hội Quán Thế Âm và đón nhận bằng công nhận Ma Nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn là di sản tư liệu thuộc chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thông tin tại buổi họp báo, ngày 26 tháng 11 năm 2022, tại hội nghị toàn thể lần thứ 9 của Ủy ban Chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Ma Nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng đã được công nhận là di sản tư liệu thuộc chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là một trong 9 di sản tư liệu của Việt Nam được UNESCO vinh danh. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch về tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận Ma Nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn, dự kiến vào ngày 1 tháng 3 năm 2023 tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn. Nhân dịp này, ban tổ chức cũng đã thông tin về chương trình lễ hội Quán Thế Âm sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 2 âm lịch hàng năm. Dự kiến năm nay lễ hội diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 3 năm 2023, tức từ ngày 17 tháng 2 đến ngày 19 tháng 2 âm lịch. Hội thảo nhà ở cho người nước ngoài và Việt kiều diễn ra vào chiều ngày 24 tháng 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh do Câu lạc bộ Bất động sản Việt Nam và Câu lạc bộ Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, gần 200 doanh nghiệp và khách hàng đã tới tham dự. Nhiều diễn giả trình bày tham luận về tổng quan thị trường bất động sản Việt Nam, thị trường bất động sản Việt Nam cho Việt kiều và người nước ngoài, luật sở hữu nhà ở đối với người có yếu tố nước ngoài, nhu cầu nhà ở của cộng đồng người nước ngoài tại Việt Nam và những thách thức trong việc sở hữu nhà ở của người nước ngoài. Tọa đàm giải pháp tháo gỡ khó khăn và kết nối cung cầu về nhà ở cho người nước ngoài và Việt kiều, chuyên gia và doanh nghiệp nêu những khó khăn vướng mắc hiện nay đang là vấn đề pháp lý cho người nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Nhiều ý kiến đề xuất về vấn đề pháp lý này cần phải được trình lên Quốc hội để có thể đưa vào bổ sung, sửa đổi luật đất đai, luật nhà ở để vừa đảm bảo tính pháp lý, vừa đáp ứng nhu cầu được sở hữu nhà ở của lượng lớn Việt kiều và người nước ngoài đang làm ăn, sinh sống ở Việt Nam. Cùng kỳ năm 2022, trung bình mỗi chuyến biển cảng Hòn Rớ ghi nhận khoảng 150 tàu cá xuất bến khai thác thủy sản. Trong tháng 2 này, sản lượng tàu đi khai thác giảm mạnh. Thông tin từ Ban Quản lý Cảng Cá Hòn Rớ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, hiện có khoảng 30-40% tàu cá phải nằm bờ. Theo các ngư dân vùng ven biển Khánh Hòa, để có chuyến biển dài ngày, thì thường tàu phải cần 1.000 cây đá cùng với khoảng 14.000 lít dầu. Thế nhưng nhiều chuyến biển về, chủ tàu phải bỏ bớt đá ra vì không có sản lượng. Vì chuyến biển mình cũng kéo dài ngày rồi, nhưng mà cái nhiên liệu thực phẩm mình cũng cạn kiệt, nhưng mà sản lượng mình không đủ, cho nên mình phải về. Mà về thì còn đá mình sẽ dư đó, mình không có sử dụng được, mình phải bỏ đi để khi nào đi mình lấy lại cái mới. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do chi phí chuyến biển tăng vì giá nhiên liệu tăng cao. Việc tìm kiếm bạn tàu cũng gặp nhiều khó khăn do sự khan hiếm lao động. Một số chủ tàu đã phải ứng tiền trước cho người lao động để có thể có bạn đi biển. Ngoài ra, sản lượng khai thác thấp, giá bán giảm cũng khiến cho nhiều chủ tàu cá đành lựa chọn phương án nằm bờ, chờ giá cả ổn định. Nói chung là nhiên liệu hay tất cả những cái gì nó cũng tất cả cũng lên, tổn phí nó lên cao nhiều lắm. Không phải như hàng năm, mỗi năm nó mỗi thay đổi. Mặc dù là cái sản lượng tăng nhưng mà cái giá giảm và cái chi phí tăng thì tính ra cái lợi nhuận cho bà con thì không ăn thua so với các cái chuyến biển mà có cái giá cá cao hơn.
Toàn tỉnh Khánh Hòa hiện có gần 3.200 tàu cá có chiều dài từ 6 mét trở lên, trong đó có 683 tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên hoạt động khai thác thủy sản ở vùng xa bờ. Ngành khai thác thủy sản đã tạo việc làm cho hơn 30.000 lao động, trong đó có khoảng 10.000 lao động trực tiếp khai thác trên các tàu xa bờ. Ngày 24 tháng 2, tại sân thi đấu môn bóng chày thuộc khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Lào ở thủ đô Viêng Chăn, đội tuyển bóng chày quốc gia Việt Nam đã thi đấu trận khai mạc giải bóng chày Cup Indochina Dream League 2023 với đội tuyển bóng chày quốc gia Lào. Đội tuyển bóng chày quốc gia Việt Nam tham dự giải đấu tại Lào lần này gồm 18 vận động viên được tuyển chọn từ 8 đội tham dự giải vô địch các câu lạc bộ bóng chày toàn quốc 2022. Diễn ra vào tháng 7 năm ngoái tại thành phố Hồ Chí Minh. Bước vào trận đấu, đội tuyển bóng chày quốc gia Việt Nam là bên phòng thủ trước. Trong trang phục quần trắng, áo trắng, 9 chày thủ nhanh chóng chiếm lĩnh các vị trí đã được phân công với tinh thần tập trung cao độ nhằm ngăn chặn bên tấn công ghi điểm. Đến cái giải đấu lần này thì mình mang một tinh thần rất cao. Tại vì lâu lắm rồi đội tuyển quốc gia Việt Nam mới được triệu tập và được thi đấu quốc tế. Mục đích của chuyến thi đấu tại giải lần này tại Lào là chúng ta cũng là hòa nhập với các đội quốc tế. Vì đây là một môn thể thao Olympic và môn thể thao rất là hấp dẫn. Vì vậy cho nên là chúng ta cố gắng để đưa các môn thể thao này vào SEA Games, ASEAN và Olympic. Bóng chày Cup Indochina Dream League 2023 diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 2, được thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm. Hai đội nhất nhì sẽ thi đấu trận chung kết tranh chức vô địch vào chiều ngày Chủ nhật 26 tháng 2. Kết thúc trận khai mạc, đội tuyển bóng chày quốc gia Việt Nam đã chịu thất bại trước đội tuyển bóng chày quốc gia Lào với tỷ số 1-18. Chương trình xin được tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Gần 2 tấn nguyên liệu thuốc và thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc vừa bị lực lượng quản lý thị trường Hà Nội phát hiện và thu giữ. Đây được đánh giá là một trong những vụ việc điển hình của đề án chống hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên môi trường thương mại điện tử mà lực lượng quản lý thị trường đang triển khai thực hiện. Kiểm tra đột xuất một căn hộ cao cấp ở khu đô thị Time City, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội, lực lượng chức năng đã tạm giữ gần 1 tấn bao bì tem nhãn và gần 2 tấn thực phẩm, nguyên liệu thuốc và thực phẩm chức năng, tương đương hàng triệu viên các loại hình viên nhộng. Tất cả các viên thuốc được đựng trong các túi lớn, không có bao bì nhãn mác. Chủ cơ sở không xuất trình được các giấy tờ hợp pháp liên quan đến kinh doanh các loại hàng hóa trên. Đáng chú ý, mọi giao dịch của đối tượng đều được thực hiện thông qua mạng xã hội rồi thuê vận chuyển, gây rất nhiều khó khăn trong quá trình xác minh thông tin. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành củng cố, xác minh thông tin về hàng hóa để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, ngay sau khi báo Nhân dân và Truyền hình Nhân dân phản ánh tình trạng xây dựng trái phép phân lô bán nền ở Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, Ban Thường vụ Huyện ủy Nhân Trạch đã có công văn chỉ đạo xử lý dứt điểm vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất không đúng mục đích. Thường trực Huyện ủy Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai nghiêm túc nhắc nhở Ủy ban Nhân dân huyện trong việc chậm thực hiện nội dung chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện khẩn trương chỉ đạo các ngành chức năng, đơn vị, địa phương có liên quan xử lý dứt điểm các vi phạm, trong đó có xử lý trách nhiệm tổ chức cá nhân liên quan và báo cáo kết quả về Thường trực Huyện ủy trước ngày 28 tháng 2. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chỉ thị số 02 của Ủy ban Nhân dân tỉnh và bàn các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế, giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam còn phức tạp. Tai nạn giao thông hàng năm vẫn ở mức cao, nhất là số người chết có nguy cơ gia tăng, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Để tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo tỉnh Hà Nam yêu cầu các sở ban ngành, tổ chức đoàn thể, người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng cần phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của nhân dân để thực hiện đồng bộ, toàn diện, quyết liệt, hiệu quả trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Thưa quý vị, cao tốc La Sơn Túy Loan thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn qua Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế được chính thức thông xe vào giữa tháng 4 năm 2022 với kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực hạ tầng giao thông, giảm tải cho quốc lộ 1A. Tuy nhiên, sau gần một năm đưa vào vận hành khai thác, hiện đã tồn tại một số bất cập tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.
thường xuyên vận chuyển hàng qua lại trên tuyến đường La Sơn - Túy Loan, vận chuyển hàng giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế. Tài xế container này cho biết đây được gọi là đường cao tốc nhưng nhiều dốc cao, khó quan sát. Hiện các nút giao dân sinh chưa hoàn thiện, hệ thống thông tin liên lạc chưa được kết nối, gây nhiều bất tiện khi di chuyển qua đoạn đường này. Từ cái nguyên cái tuyến đường này không có chỗ nào mà có cái đèn đường, có một cái bóng đèn đường nào á. Nó phải nguy hiểm chứ, điện đường nó không có nữa, là nó phải nguy hiểm thôi chứ. So với mấy cầu tốc kia thì cái đây còn thua cái quá, cái đường tránh, thua đường tránh Đà Nẵng kia nữa mà. Trạm Cảnh sát Giao thông cửa ô Hòa Nhơn là đơn vị được giao phụ trách tuần tra xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc La Sơn Túy Loan qua địa phận Đà Nẵng, đoạn từ km 35 đến km 66. Đại diện của đơn vị cho biết, trên tuyến, nhiều người dân tại thôn Tả Lang, Giản Bí, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang tự ý mở đường ngang băng qua đường cao tốc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Một bên đường là nhà ở của người dân, một bên đường như mà anh đã thấy là mồ mả ông bà của người ta hoặc là những cái đất nông nghiệp để người ta thực hiện cái việc canh tác. Thì mặc dù là có những biện pháp nhưng mà người dân sẽ cố tình phá những cái tường rào, cái hàng rào mà đảm bảo che chắn an toàn trên cái hành lang đường bộ để mà thực hiện cái việc băng qua đường. Đó là rất là tiềm ẩn những cái vụ tai nạn giao thông rất cao. Để phòng tránh những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra trên cao tốc La Sơn Túy Loan, bên cạnh việc đề xuất lắp đặt các camera giám sát tốc độ, phát hiện các lỗi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến, Trạm Cảnh sát Giao thông cửa ô Hòa Nhơn đã đề nghị Ban quản lý dự án đường cao tốc La Sơn Túy Loan đóng chặt các đường ngang, lối đi tự mở, tăng cường điện chiếu sáng vào ban đêm, góc khuất, sớm hoàn thiện phủ sóng điện thoại trên toàn tuyến để vừa bảo đảm thông tin liên lạc, vừa ứng phó khi có sự cố giao thông xảy ra. Thưa quý vị, có một thực trạng hiện nay, khi mà mức sống của người dân được nâng lên, nhiều gia đình có điều kiện mua sắm phương tiện cho con em mình đi học. Thay vì những chiếc xe đạp như trước đây, học sinh giờ đến trường bằng xe máy điện, xe đạp điện. Tuy nhiên, giao xe cho con là một chuyện, trao cho con kiến thức, kỹ năng để sử dụng chiếc xe đó sao cho an toàn thì lại là một chuyện khác. Điều khiển rất thành thạo từ xe đạp điện, xe máy điện, thậm chí là cả xe máy. Thế nhưng khi được hỏi ai là người đã dạy các em sử dụng các phương tiện này, thì đây là câu trả lời chung của rất nhiều em học sinh. Em biết đi xe máy bằng cách nào? Em đi xe điện, xong rồi em biết đi xe máy. Thế ai dạy em đi xe điện? Em tự biết đi. Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, có đến 90% số vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh ở độ tuổi từ 16 đến dưới 18 tuổi. Ngoài ra hiện nay có trên 50% học sinh trung học phổ thông đến trường bằng xe đạp điện, xe máy điện. Đây là phương tiện không yêu cầu bằng lái, nên điều này cũng đồng nghĩa có nhiều em chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng lái xe cũng như kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ. Các cháu thì thông thường ấy mới được giảng dạy và cung cấp những cái kiến thức lý thuyết, các quy định pháp luật về an toàn giao thông mà chưa được huấn luyện, đào tạo về cái kỹ năng điều khiển phương tiện tham gia giao thông cho an toàn. Thế cho nên nó dẫn đến là trong cái thời gian qua đã xảy ra một số những vụ tai nạn giao thông, thậm chí có cả những vụ tai nạn giao thông có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Đối với các loại phương tiện mà dưới 50 phân khối thì trước khi giao phương tiện cho con em mình, phụ huynh cần phải trang bị cho con em tất cả các biện pháp di chuyển an toàn nhất có thể. Thậm chí là phụ huynh còn phải kèm cặp con em mình, đi cùng con em mình trong một khoảng thời gian nhất định để đảm bảo rằng con em mình đã nắm được hết tất cả các cái quy tắc an toàn khi tham gia giao thông. Trong xã hội ngày càng phát triển với mức sống cao hơn, thì việc trang bị cho các em học sinh phương tiện để tăng sự chủ động trong việc di chuyển là xu hướng của các gia đình. Thế nhưng đi cùng với đó thì cũng cần có sự kèm cặp và kiểm soát chặt chẽ từ phía gia đình. Hãy trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cho các em trước khi giao xe, bởi nó gắn liền chính sức khỏe, tính mạng của các em với phương tiện đó. Chuyển sang các thông tin quốc tế, Bộ Thương mại Mỹ cho biết nước này đặt mục tiêu dẫn đầu thế giới về sản xuất chip máy tính tiên tiến. Bộ này cũng đã lên kế hoạch đầu tư 11 tỷ đô la Mỹ trong nghiên cứu và phát triển thiết bị bán dẫn. Chính phủ Mỹ đang khuyến khích các công ty xây dựng ít nhất 2 nhà máy chip tiên tiến trong nước như một phần của kế hoạch quốc gia về sản xuất và nghiên cứu thiết bị bán dẫn. Tháng 8 năm ngoái, Quốc hội Mỹ đã phê duyệt ngân sách 52,7 tỷ đô la để sản xuất và nghiên cứu thiết bị bán dẫn, bao gồm mức ưu đãi thuế đầu tư 25% cho các nhà máy chip
ước tính trị giá khoảng 20 tỷ đô la và khoản trợ cấp 39 tỷ đô la để xây dựng mới hoặc mở rộng các cơ sở sản xuất chip bán dẫn của Mỹ. Hiện công ty Samsung Electronics của Hàn Quốc đã có một nhà máy lớn ở Texas, còn nhà sản xuất chip Đài Loan Trung Quốc TSMC cũng đã bắt đầu xây dựng một nhà máy ở bang Arizona. Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vừa đưa ra bản đánh giá về tình hình thương mại toàn cầu. Theo đó, thương mại thế giới vẫn ổn định và tăng trưởng tốt. Tăng trưởng thương mại toàn cầu năm 2022 cao hơn mức dự báo 3% mà cơ quan này đưa ra hồi tháng 4 năm ngoái. Về triển vọng dài hạn, các dự báo mới của Tổ chức Thương mại Thế giới cho thấy tầm quan trọng của việc củng cố hệ thống thương mại đa phương, trong đó các nước kém phát triển nhất có thể sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất nếu hợp tác quốc tế bị phá vỡ. Các đối tác thương mại đã tìm thấy các nguồn thay thế để lấp đầy khoảng trống cho hầu hết nguồn cung sản phẩm bị ảnh hưởng do cuộc xung đột Nga-Ukraine như lúa mì, ngô, phân bón, nhiên liệu và nguyên liệu hiếm. Giá lúa mì tăng 17%, thấp hơn nhiều so với mức tăng 85% mà Tổ chức Thương mại Thế giới dự đoán đối với một số khu vực có thu nhập thấp. Khi xuất khẩu của Ukraine giảm 30% về giá trị trong năm ngoái, nhiều nền kinh tế châu Phi phải điều chỉnh mô hình tìm nguồn cung mới. Một số quốc gia trước đây phụ thuộc vào hàng nhập khẩu từ Ukraine cũng đã chuyển đổi sản phẩm lương thực nhập khẩu, chẳng hạn như chuyển từ lúa mì sang gạo. Tổ chức Thương mại Thế giới đánh giá xuất khẩu của Nga tăng 15,6% về giá trị do giá các mặt hàng tăng, đặc biệt là nhiên liệu, phân bón và ngũ cốc. Bộ Thương mại Thái Lan lạc quan về triển vọng thu hút đầu tư nước ngoài với dự báo dòng vốn vào nước này tối thiểu là 100 tỷ bạt, tương đương với hơn 2,8 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Đó là nhờ việc nước này mở cửa hoàn toàn về du lịch và đầu tư. Báo cáo của Bộ Thương mại Thái Lan cho hay trong tháng trước, 52 nhà đầu tư nước ngoài đã được phép đầu tư vào các doanh nghiệp của nước này với tổng vốn đầu tư là 5,12 tỷ baht. Những khoản đầu tư này tạo ra 298 việc làm cho người dân Thái Lan. Năm quốc gia có vốn đầu tư nước ngoài cao nhất là Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, Anh và Mỹ. Đầu tư nước ngoài còn được hỗ trợ nhờ sự phát triển cơ sở hạ tầng hành lang kinh tế phía đông, nơi chính phủ Thái Lan và khu vực tư nhân hợp tác trong các chương trình khuyến mãi. Năm ngoái, đầu tư của các công ty nước ngoài của Thái Lan tăng 56% lên 129 tỷ baht về giá trị, trong đó Nhật Bản đứng đầu danh sách. Hàng loạt cửa hàng siêu thị ở Anh đã áp đặt giới hạn mua một số loại rau quả do thiếu nguồn cung. Tình trạng khan hiếm này diễn ra trong lúc giá thực phẩm ở Anh đang tăng với tốc độ nhanh nhất trong hơn 40 năm qua, tăng 16,8% so với cuối năm ngoái. Tesco, công ty bán lẻ hàng tạp hóa và hàng hóa tổng hợp đa quốc gia của Anh, cho biết họ đã quyết định hạn chế số lượng được mua đối với cà chua, ớt và dưa chuột ở mức 3 quả một người. Chuỗi siêu thị Aldi cũng đã đặt giới hạn 3 đơn vị tạm thời đối với các loại rau quả này. Trong khi đó, Morrison giới hạn cho mỗi người trong một lần mua là 2 đơn vị rau quả. Những rắc rối này bắt nguồn từ hai lý do. Thứ nhất, các nhà cung cấp ở Maroc và Tây Ban Nha, nguồn cung cấp rau tươi lớn nhất của Anh trong mùa đông, đã phải hứng chịu nhiệt độ lạnh, mưa và lũ lụt trong tháng qua, khiến mùa màng thất bát và việc giao hàng bị gián đoạn. Thứ hai, những người nông dân ở Anh phải vật lộn để cung cấp điện cho nhà kính của họ trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao. Hiệp hội bán lẻ Anh cho rằng tình trạng hạn chế nguồn cung rau có thể kéo dài trong vài tuần. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là những thông tin đáng chú ý trên các báo số ra ngày hôm nay. Bài viết trên báo Nhân dân, xu hướng chuyển đổi số nông nghiệp nông thôn đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ tại nhiều quốc gia trên thế giới, và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Xây dựng làng thông minh hướng đến mục tiêu nông thôn thông minh được xác định là một trong những nội dung quan trọng của chuyển đổi số nông nghiệp nông thôn tại Việt Nam. Mặc dù còn những khó khăn, nhưng việc nhân rộng mô hình làng thông minh là cần thiết, góp phần cải thiện đáng kể đời sống của người dân, giảm khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, vừa đáp ứng xu thế xã hội. Nhìn sang các nước phát triển, nhất là khu vực châu Âu, việc xây dựng làng thông minh từ lâu đã được xem là một giải pháp hữu hiệu, góp phần hiện đại hóa khu vực nông thôn. Những gói tín dụng lớn đang được cơ quan chức năng đề xuất nhằm tháo gỡ vướng mắc cho thị trường bất động sản. Giới chuyên gia kinh tế nhận định các gói tín dụng sẽ có tác động mạnh tới chiến lược phát triển của doanh nghiệp bất động sản khi tập trung vào nhu cầu ở thực và xây dựng nhà ở xã hội. Trao đổi với báo Lao động, chuyên gia kinh tế tiến sĩ Châu Đình Linh cho biết gói tín dụng 120.000 tỷ đồng sẽ là một giải pháp cộng thêm trong tổng thể các giải pháp mà chính phủ sắp sửa ban hành, có thể giải quyết được vấn đề lệch pha cung cầu.
Những vấn đề đau đáu từ nhiều năm nay như phát triển nhà ở xã hội, lóe sáng từ gói 30.000 tỷ đồng giai đoạn trước, nhưng suốt từ thời điểm đó đến nay, không nhiều doanh nghiệp mặn mà với tỷ suất sinh lời không cao. Gói này sẽ định hướng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp bất động sản, tập trung vào nhu cầu ở thực, từ đó mới tạo ra những cú hích, sự cân bằng lợi ích hài hòa giữa các chủ thể với nhau. Cũng liên quan đến thị trường bất động sản, dự thảo luật kinh doanh bất động sản đang lấy ý kiến góp ý, đưa ra quy định bắt buộc các giao dịch bất động sản phải thông qua sàn giao dịch. Theo báo Đại Đoàn Kết, nếu không kiểm soát chặt chẽ sàn giao dịch sẽ đẩy người mua vào ma trận thông tin. Bên cạnh đó, các giao dịch quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất nếu phải thông qua sàn giao dịch dẫn đến việc sàn giao dịch được đặc lợi khi được hưởng các phí dịch vụ bán hàng tối thiểu là 2% trên doanh số bán hàng, thậm chí là không ít trường hợp phí môi giới này còn cao hơn nhiều. Chưa kể, sàn giao dịch có thể vô tình chiếm dụng tiền thanh toán bán hàng của chủ đầu tư, bởi lẽ sàn giao dịch thường định kỳ mới chuyển tiền thanh toán của khách hàng cho chủ đầu tư dự án sau một thời gian nhất định. Trong tháng 3 năm 2023, công ty trách nhiệm hữu hạn Bao Duyên Việt Nam, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, doanh nghiệp chuyên gia công da giày sẽ cắt giảm 2.358 lao động. Các cơ quan chức năng đang giám sát chặt chẽ, có giải pháp hỗ trợ kịp thời cho công nhân thất nghiệp. Theo báo Tiền Phong, hiện Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố chuẩn bị phương án hỗ trợ cho số lao động không được tái ký hợp đồng lao động tại công ty Bao Duyên Việt Nam. Hiện tại, Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Hồ Chí Minh đã tìm kiếm được khoảng 15 doanh nghiệp có ngành nghề tương đồng với công ty Bao Duyên để tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động thì có thể có quan hệ cung cầu ngay để người lao động có việc làm mới. Nhiều ngành xuất khẩu chủ lực đạt kim ngạch xuất khẩu chục tỷ đô la Mỹ gặp khó khăn khi lượng đơn hàng suy giảm trầm trọng. Ở nhiều doanh nghiệp, lượng đơn hàng đã giảm đến 40-50%, trong khi không ít doanh nghiệp FDI phải sản xuất cầm chừng. Theo bài viết trên báo Tuổi Trẻ, nhiều giải pháp đã được doanh nghiệp nỗ lực áp dụng để tìm kiếm đơn hàng mới, giữ lực lượng lao động, bảo đảm thu nhập cơ bản cho công nhân. Tuy nhiên, đây cũng là lúc doanh nghiệp cần các chính sách trợ lực bên cạnh việc tự thân xoay sở. Báo Hà Nội Mới số ra ngày hôm nay phản ánh tình trạng, trong khi các quán karaoke đang phải tạm thời đóng cửa để sửa chữa, bổ sung những điều kiện phòng cháy chữa cháy, thì một số quán cà phê, quán ăn lại bố trí thiết bị hát karaoke phục vụ khách hàng có nhu cầu. Không cần phải đến quán karaoke xịn sò, khi có nhu cầu hát hò, khách hàng có thể tìm đến các quán cà phê, quán ăn phục vụ hát karaoke theo kiểu hát cho nhau nghe, giao lưu kiểu nội bộ gia đình, bạn bè. Tuy người hát vui vẻ giải trí, nhưng dân cư xung quanh thì bức xúc vì bị tra tấn bởi tiếng ồn. Theo các chuyên gia, ô nhiễm tiếng ồn tác động tức thì đến cuộc sống của người dân và có thể để lại những hậu quả lâu dài nếu thường xuyên chịu đựng quá mức cho phép. Các cấp chính quyền cần kiên quyết xử lý vi phạm, tuyên truyền người dân, chủ kinh doanh có ý thức tốt hơn về việc bảo vệ môi trường sống, tránh làm ảnh hưởng đến cộng đồng. Thưa quý vị, trong những kiến trúc tôn giáo ở Hậu Giang, nhà thờ Vịnh Hưng thu hút khách thập phương dừng chân ghé lại không chỉ bởi nét độc đáo của kiến trúc mà còn ở vị trí nằm cạnh bờ kênh Sáng Già Nò thơ mộng. Nhà thờ Vịnh Hưng được thành lập vào những năm cuối thế kỷ thứ 19. Thời gian đầu nhà thờ có tên là Vịnh Thanh, sau đổi tên thành Vịnh Hưng. Sau nhiều lần sửa chữa trùng tu, đến năm 2007, nhà thờ cũ được tháo dỡ và xây mới. Không ai nghĩ rằng hầu hết thợ xây nhà thờ đều là giáo dân trong họ đạo. Nhà thờ của chị Hưng là xây dựng lại năm 2007, kết thúc 2011. Thì một cái nhà thờ Ngô Thánh Đường này để đem lại cho giáo dân ở đây được dự lễ nó thoáng thoáng hơn và được nó khang trang hơn hồi xưa. Bây giờ hồi xưa thì cũng cũ kỹ lắm. Trước làm nhưng mà dựa theo cái kiến trúc của Á Đông. Đó, con thấy hay bà con thấy là toàn là đường nét Á Đông thôi. Và cái nó hơi một cái điều đặc báo là do bà con trong họ đạo xây dựng hết thôi, chứ không có mướn thợ ngoài. Thì trong khoảng nghe nó khoảng 4 năm mới xong. Được xây dựng trong khu viên rộng rãi và thoáng mát, phần lớn được thiết kế theo kiểu nhà thờ La Mã cổ điển, kết hợp phần mái uốn cong và nổi bật, lại mang dáng dấp của những ngôi chùa Việt Nam. Lấy màu trắng làm tông màu chủ đạo, công trình thánh đường được xây dựng kiên cố với hai tầng, được kết nối với dãy bậc thang rộng lớn bằng bê tông cốt thép,
đi trực tiếp từ ngoài sân lên thẳng tầng 1. Ở hai bên của cầu thang chính là hai cầu thang hình cánh cung được kết nối từ bên ngoài lên trực tiếp tầng 1. Khi mới nhìn thoáng qua, cứ ngỡ rằng đây là một cung điện nào đó của châu Âu. Ở đây là được là một cái vị trí rất là thuận lợi, nhất là ở bên cái bờ cái view đó, ở bên sông nhìn qua cũng có thể nói được là nó rất là đẹp. Nhất là cái dịp Noel đó thì đèn nó chiếu xuống dưới dòng sông đó, thì mình bên kia mình chụp hình thì nó có những ánh đèn nó in dưới nước ha, thì nó cũng rất là đặc biệt, rất là đẹp. Ở đây thực sự cha cũng thích, với bà con thì cũng thích thêm cây kiển, nhất là những cái cây xanh thì nó thêm cái bóng mát, còn những cái cây kiển thì để làm cho nó đẹp thêm cho cái khuôn viên nhà thờ. Các vòm cửa ra vào nhà thờ được lấy cảm hứng từ phong cách thiết kế Gothic với hình chớp nhọn hướng lên trời. Các khung cửa sổ được thiết kế hình vòm theo kiến trúc Roman. Kiến trúc phương Tây được thể hiện đặc trưng qua các cửa kính Chesterie, gồm nhiều ô màu khác nhau ghép lại, lấy ánh sáng tự nhiên bên ngoài làm nổi bật hình ảnh trên ô cửa. Thực ra thì có một vài cái đoàn đặc biệt thì ở tỉnh cũng đưa tới đây tham quan nhà thờ này, cũng như là trong cái cuốn mà 65 năm thành lập đô thị Vị Thanh đó, thì cũng lấy nhà thờ Vị Hương này là tiêu biểu cho cái giới Công giáo. Thưa quý vị, với hệ thống sông ngòi chằng chịt, Việt Nam từ lâu đã sở hữu rất nhiều cây cầu độc đáo và thú vị, đi cùng với nhiều giá trị lịch sử và là niềm tự hào của người dân Việt Nam. Tuy nhiên, trải qua thời gian dài hoạt động, nhiều cây cầu đã xuống cấp. Một số vụ sập cầu và hư hỏng kết cấu cầu trong những năm gần đây đã gây không ít thương vong, tổn thất và lo ngại trong cộng đồng địa phương. Thực tế này đòi hỏi cần có những giải pháp phù hợp, hiệu quả để sửa chữa, bảo trì, tăng cường mặt đường và cầu. Một trong số đó là ứng dụng công nghệ bản sao số để giám sát sức khỏe của các cây cầu ở Việt Nam. Cầu Thăng Long, một trong những cây cầu huyết mạch kết nối giao thông cửa ngõ thủ đô Hà Nội. Sau thời gian dài sử dụng, cầu được sửa chữa lớn vào năm 2009 và năm 2020. Với tuổi đời gần 50 năm, cầu Thăng Long là một trong những cây cầu đầu tiên có được bản sao số. Thời gian gần đây, chúng ta nghe đến cái thuật ngữ là cái bản sao số. Và nó nằm trong một cái trào lưu chung, tức là số hóa. Điều đó cho thấy rằng là cái vai trò một cách rất là quan trọng và không thể thiếu được của cái công nghệ tin học. Để tạo ra bản sao số của cầu Thăng Long, nhóm nghiên cứu cho biết đã xây dựng một mô hình, một phần bản mặt cầu với kích thước đúng như thực tế tại phòng thí nghiệm và sử dụng nhiều thiết bị công nghệ hiện đại để mô phỏng những mức tải trọng và dao động khác nhau khi xe đi qua nhằm theo dõi phản ứng trên bản mặt cầu. Dựa trên bản sao số của cây cầu, các kỹ sư sẽ tính toán chính xác những hư hỏng có thể xảy ra trong quá trình vận hành và giải pháp khắc phục. Chúng tôi đã gắn được những cái đầu đo trên cái mô hình này. Những cái đầu đo này sẽ có chức năng là liên tục thu thập những cái dữ liệu trên thực tế của mô hình về toàn bộ những cái ứng xử của kết cấu, đặc biệt là những cái ứng xử về những cái đặc trưng động của kết cấu. Và sau đó là sẽ đưa ra được những cái thông số cập nhật theo thời gian thực về cái hiện trạng sức khỏe của cái kết cấu này. Theo đánh giá của Cục Đường bộ Việt Nam, bản sao số đã giúp cho dự án sửa chữa trị giá gần 240 tỷ đồng, tiết kiệm được một khoản thời gian và chi phí đáng kể. Từ thực tế trên cho thấy, để đảm bảo an toàn vận hành và có thể giảm chi phí liên quan đến vòng đời của các cây cầu, công nghệ bản sao số là một trong những giải pháp công nghệ được cho là tối ưu. Hiện không chỉ có cầu Thăng Long mà ngày càng có nhiều cây cầu trọng điểm trên khắp đất nước như cầu Trương Dương, cầu Nhật Tân ở Hà Nội, cầu Cần Thơ, cầu Mỹ Thuận ở Vĩnh Long, cầu Nam Ô ở Đà Nẵng và cầu Kiền ở Hải Phòng đã bắt đầu có bản sao kỹ thuật số của chính mình.